có phong ba, dẫu cho biển hóa nương dâu, đường trần ta bước sắc son một lòng sâu trước vì hạnh phúc mãi mãi là tình yêu.
và mong điều chúa hương để dầu sông được anh thế sư tăng trầm. Chúng con vẫn một lòng thiết tha với ngôi phúc chân Phật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con về sông bảy chi cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời của trong sách Isaia, Đức Chúa phán những lời này với ông Sena để tướng triều đình: Ta sẽ tống ngươi khỏi nhiệm vụ, ta sẽ mở ngươi khỏi địa vị. Ngày ấy ta sẽ gọi tôi tớ ta là em Gia Kim, con của Kim Phi Gia Mu. Áo phục của ngươi ta sẽ lấy mặc cho nó, cân tay của ngươi ta sẽ đem thắt cho nó, quyền bính của ngươi ta sẽ trao vào tay nó. Không ai đóng được nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như linh đóng cột. Đó là lời Chúa. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc. Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Dưới đất anh đặt một điều gì, trên trời cũng sẽ đặt một như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Như đã nói trong phần đầu lễ, cuộc đời của người Kitô chúng ta hay là cuộc đời của con người nói chung, đó là cái hành trình tìm kiếm lẽ sống, tìm kiếm chân lý sự thật và tìm kiếm bình an hạnh phúc. Và đối với người Kitô chúng ta thì chúng ta còn tìm kiếm Thiên Chúa là khơi nguồn của lẽ sống nữa. Lời Chúa hôm nay mở ra của chúng ta, hãy nhìn lại chính cuộc đời của mình. Khi mà chúng ta sống theo Chúa từ nhỏ cho đến bây giờ, chúng ta phải suy nghĩ lại xem đã bao giờ chúng ta đi tìm kiếm một Thiên Chúa tích cực trong cuộc đời chúng ta chưa, hay là chúng ta tìm một cái thứ ảo
Và những người đã nói là chúng ta làm Kitô hữu đúng, và chúng ta đã suy nghĩ làm người Kitô hữu chưa hay là mang danh Kitô hữu, nhưng mà cái tâm hồn của chúng ta là cho tôi quan tâm Chúa. Đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải khiêm tốn thành thật trước mặt Chúa để tìm xem cái hướng đi của cuộc đời chúng ta đó là cái gì và chúng ta tin vào ai. Thánh Phaolô đã cho chúng ta cái câu trả lời rất xác đáng. Tôi biết tôi tin vào ai. Khi mà thánh nhân đã trải qua cái cuộc sống và thánh nhân đã cảm thấy rằng có Chúa là tất cả. Đối với tôi, sống là Kitô và chết là mối lợi. Cho nên ngài xác tín điều ngài tin vào ai thì ngài biết rõ cái đấy là thế nào. Vì thế mà khi mà chúng ta biết là cho niềm tin tưởng từ Chúa thì chúng ta hãy cho hơn cho mình những hướng đi nó cụ thể hơn, xác tín hơn. Cho Chúa trong cuộc đời của mình, chúng ta gọi là cho lương, đã cho phải lương. Còn nếu mà không phải là sự cho lương thì chúng ta có thể có đồ đồ hoặc là cái này như thế. Còn khi đã cho thì phải nói là không cho cái này, không bỏ cái kia. Và chọn những cái nào đó tối ưu nhất, có lợi nhất cho chính bản thân công tử của mình. Và thì Chúa đã đưa ra cho chúng ta cái hướng chọn thế nào để đạt được cái cứu cánh, đó chính là cái hạnh phúc nước trời. Anh chị tất tần với anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn với hồn của anh chị được Chúa củng cố bảo cho lên thánh chất và thực tác tiền hồn cánh và cộng đoàn. Đức Kitô giao cho tay năm là cho tình thương cung phụ của anh chị và đồng ý đặt tiền bàn cho anh tên con cú và cộng mạnh để chị mãi mãi chung thủy với nhau, đảm nhận những trách nhiệm các hôn nhân như những người đã đồng ý đến anh lần và anh đến anh chị. Bởi vậy chất và cộng mạnh cho bảo anh chị về ý định của anh chị. Anh Du Xe là anh chị Maria Trang, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, chị có nghĩ cách của không? Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Không có. Không có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau tốt đẹp không? Không có. Không có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái của sếp ban và ứng dụng chúng theo đồng chúng đi cô và hỏi mẹ không? Không có. Không có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập ra bước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự tôn của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Thượng Thánh. Chúa con xin cho các yêu thương, cho cô sống.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại, qua cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa đã cho chúng con thấy tình thương bao la của Thiên Chúa. Xin dạy chúng con luôn biết tin thác vào tình thương vô biên ấy, mà hết lòng sống tình con tha, Chúa hằng sống và hiện trí muôn đời. Trong tình yêu Thiên
Chúa bao là tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng gian lao muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chờ che dấu chiều hôm. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin trọn tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đoan phụng hòa mình. Gia đình và được sự tìm hiểu của đôi xin mấy. Ngày hôm nay là ngày trước thềm trăm năm hạnh phúc mà hiện diện tới sản khí của gia đình họ nhà hôm nay. Quý vị chúng ta cùng giơ tay mời thuốc mời nước xin chầu và kính thưa các cụ những bậc cha bác anh em bé rất thân mến. Miếng chầu là đầu câu chuyện. Ban tổ chúng tôi trân trọng kính mời một vị đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà trai cũng có đôi lời phát biểu về sinh lễ cơ chầu rất trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì chú bác bên họ nhà gái cùng toàn thể phái đoàn họ nhà trai, qua thời gian cháu Huy Nại và cháu Thùy Trang đã tầm hiểu lẫn nhau, hôm nay đến hôm nay các cháu đã quyết định tiến tới hôn nhân, được sự nhất trí của hai gia đình và của hai dòng họ nhà trai và nhà gái. Hôm nay họ nhà trai chúng tôi
có cơ chầu cùng lễ vật đến xin trình với tổ tiên và các cụ, ông, các bà, các cô dì, chú bác, họ nhà gái. Mong họ nhà gái chấp thuận cái lễ vật này của họ nhà trai để cháu lại và cháu thử trang được làm con, được làm cháu của họ nhà trai và họ nhà gái. Xin họ nhà gái chấp thuận lễ vật này. Vâng ạ, kính thưa các cụ, những bậc trong bè bè xin mến, đó là lời phát biểu về đại diện phái đoàn gia đình họ nhà trai ngày nay. Ông đã phát biểu về xính lễ cơ chầu và để quý cố ông bà cha bác anh bè phái đoàn gia đình họ gái tiếp nhận xính lễ cơ chầu từ phái đoàn gia đình họ trai. Vâng ạ, kính thưa các cụ, những bậc cha bác anh bè xin mến, mà để cho sánh duyên hai nhà bốn họ, mà để cho chiếc nạ so quen, để cho dâu thảo dễ hiền, để cho trọn vẹn nghĩa tình hai nhà thông gia, để đáp lại những lời phát biểu vị đại diện phái đoàn gia đình họ nhà trai, chúng tôi trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình họ nhà gái cũng có đôi lời phát biểu nhận xính lễ khơi chầu từ phái đoàn gia đình họ nhà trai. Rất là trọng kính mời. Kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, kính thưa các quý vị đại diện cho hai quý họ. Vâng, họ nhà gái chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi qua thời gian tìm hiểu của hai cháu và cũng được sự nhất trí của đôi bên gia đình. Hôm nay gia đình quý họ nhà trai có lễ vật xính lễ đến để trình diện kính dâng lên tổ tiên và cũng trình với quý họ nhà gái. Các cụ ta có câu cơi trầu là đầu câu chuyện, đây cũng là một cái lễ vật để cho hai cháu được có như ngày hôm nay. Qua cái lời phát biểu của vị đại diện cho quý họ nhà trai, thay mặt cho gia đình quý họ nhà gái chúng tôi rất chân thành cảm ơn những tấm lòng và sự hiện diện của các quý vị. Trên đây là những lễ vật của các quý vị đã dâng lên, trình lên gia đình quý họ nhà gái chúng tôi. Tôi xin thay mặt cho quý họ nhà gái cảm ơn và xin chấp nhận những lễ vật này. Xin trân trọng cảm ơn. Vị đại diện cho gia đình sẽ có giờ trở ra trước màn hình sân khấu của ban tổ chúng tôi để kính chào ông bà, cha bác, anh em bè và mời tất cả quý vị chúng ta cùng mời thước, mời nước xì chầu. Rất là trọng kính mời. Con ra mời quan viên hai dòng họ, mời nước mời chầu ạ. Trong tay nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, và lúc này sánh duyên với ngôi sao ngay nhân vật chính thứ hai, đó là chú rể Huy Nai. Vâng, và đây xin mời chú rể Huy Nai trở lên trước màn hình sân khấu của ban tuần tới để sánh duyên cùng với cô dâm này. Vâng, thật đúng là ai trong cánh chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau, anh em trong khúc nhạc ban đầu. Ngày hôm nay được sự kiến của quý cố, ông bà, cha bác, anh bè, họ là những người hạnh phúc nhất, họ là những người đẹp nhất, mà họ là những người tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Vậy quý vị không thể không cho đôi duyên mới đến một tròng tay thật lớn nồng nhiệt để chúc mừng. Và kính thưa các cụ, những bậc cha bác, anh em bé xin mến, và hôm nay chúng tôi trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình, cũng là mẹ của chú rể, cũng là mẹ của cô dâu, hai mẹ trở ra trước màn hình sân khấu của ban tổ chúng tôi. Một mẹ trao xình lễ cơ chầu, một mẹ nhận cơ chầu để tiện cho các nhà nhiếp ảnh quay phim chúng tôi ghi tấm hình kỷ niệm đẹp nhất ngày hôm nay. Rất là trọng kính mời. Ô vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng thật tươi, ngày xuân qua lá khoe màu sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tươi chúc cô dâu hiện nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xinh lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng về cho ngất ngây trời mây. Bà ai đang nói với thầy tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng sáu. Anh tính cho rồi nhà tôi với anh đây làm xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xinh lứa thiệt vừa đôi. Quá xa là vui, trăm năm duyên tình
riêng cho gia đình cũng có đôi lời phát biểu và nằm dấu của anh rất thận trọng kính mời. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, đại biểu đại diện của hai dòng họ, thật là niềm vui của hai gia đình được ơn Thiên Chúa an bài cho hai cháu. Ngày hôm nay là ngày đính hôn của hai cháu. Tôi gia đình ông bà Toản và gia đình ông bà Trừ đã tổ chức bữa tiệc mừng ngày đính hôn của hai cháu. Tôi xin phép được làm dấu mời hai họ uống rượu cùng ngày chúc mừng cho hai cháu. Xin ơn cha và con và anh là nam em để cha cho con ở trên trời, cho con ở trên cha và sang cha thì đến đi, cha thì đi ra trên trời. Xin cha cho con hôm nay thờ hàng ngày và sang là cũng có nên cho con tha để con ở con cho để con đã chưa cắm dỗ thì con không là thầy thì am em ra là con là thánh thần am em. Nhạc sống sinh, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng khi đôi sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh cái duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, tận rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phụng trăm năm thắm duyên đồng, mãi bên nhau cháu con đầy đà. Quán vui rượu thơm nồng nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Ngày khăn đấm đội tóc ngày đôi guốc một môi chiếc áo dài cả nhiều hoa xinh mừng em nhé hạnh phúc mừng anh nhé. Tiếng cười vui quá
cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. Một hai ba yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha, ok. Bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. Một hai ba yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu. Người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1, 2, 3, vô. Chim câu thủy chung suốt đời.
trong mơ. Ơi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau tình yêu còn mãi. Cố bà và bạn bè anh em cha bác của hai dòng họ, hôm nay được sự nhất trí của hai gia đình, tôi đại diện cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn họ nhà gái đã nhiệt tình đón tiếp họ nhà trai chúng tôi. Chúng tôi xin lại nhà và để tiếp tục công việc, ngày mai xin mời đoàn họ nhà gái cùng đoàn nhà trai ngày mai. Vâng, xin kính thưa các quý ông quý bà, kính thưa các quý vị đại diện cho quý họ đại trai, hôm nay là một cái ngày rất trọng đại của hai con cháu của chúng tôi. Trong cái sự hiện diện ngày hôm nay, được cái sự hiện diện của các quý ông quý bà đến để chúc mừng và chung vui cái sự kiện ngày hôm nay có hai cháu, thì gia đình quý họ nhà gái chúng tôi tiếp đón có gì không được chú đáo chỉnh chu, thì cũng xin kính mong các quý ông quý bà đại diện cho quý họ nhà trai cũng thông cảm cho. Thì qua cái lời phát biểu của quý vị đại diện cho quý họ nhà trai, thì trước ngày mai ngày đại sự cho hai cháu, thì gia đình quý họ nhà gái chúng tôi sẽ có mặt tại tư gia hội trường nhà trai để chung vui chia sẻ. Vâng, cũng xin cảm ơn rất là chân tình, cảm ơn rất là tình cảm đối với quý họ nhà gái chúng tôi đã như vậy là dành những cái tình cảm rất là nhiệt tình. Vâng, cũng xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.